Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập, 14 tháng 6 năm 2013, 14 tháng 6 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị khối nội chính, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó nhấn mạnh ngành nội chính Đảng với tổ chức tiền thân là Ban Pháp chế Trung ương được thành lập vào ngày 5 tháng 1 năm 1966, đến nay đã có truyền thống hơn 57 năm xây dựng. Cùng với cả nước, ngành nội chính Đảng tỉnh Ninh Bình cũng đã được hình thành và trải qua nhiều biến động về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, tên gọi. Ngày 14 tháng 6 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính của Văn phòng Tỉnh ủy. 10 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của các sở ban ngành địa phương và các cơ quan nội chính của tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành nội chính cả nước nói chung, sự phát triển của tỉnh nói riêng. 10 năm qua, Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 400 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, tiếp nhận phân loại xử lý gần 3.600 đơn thư khiếu nại tố cáo, hơn 500 cuộc gọi đến đường dây nóng của Tỉnh ủy, tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân 22 phiên với 79 vụ việc, gần 400 lượt công dân đảm bảo nghiêm túc đúng quy định. Nhiều ý kiến kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, Ban đã chủ động tham mưu có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, góp phần cùng ngành nội chính Đảng của tỉnh hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Với những thành tích trên, trong 10 năm qua, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen. Đã có 34 cá nhân, cán bộ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu thi đua cấp tỉnh. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, khẳng định những thành tựu đạt được, cùng quyết tâm không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định, sau 10 năm tái lập, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó nhiều việc mới, việc khó, đột xuất phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ công chức làm công tác nội chính Đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đã vượt qua khó khăn, nỗ lực chủ động, sáng tạo, kiên trì, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Những thành tích đạt được rất đáng trân trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong những năm qua. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tiếp tục nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp để tham mưu đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy trình công tác, cơ chế phối hợp, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự đồng bộ thống nhất hiệu quả trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa nội dung tư tưởng chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, về cải cách tư pháp phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy phải phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm gắn kết, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
các cơ quan khối nội chính, tạo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan và các đơn vị địa phương. Thứ ba, tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, giải quyết các vụ án vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, hạn chế tối đa các vụ khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành điểm nóng, càng không cho phép chuyển hóa từ xung đột xã hội thành xung đột chính trị xã hội, từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thành mâu thuẫn chống đối chính quyền, triệt tiêu từ sớm, từ xa, từ gốc các nhân tố tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xung đột, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị công dân. Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, liêm chính, đạo đức trong sáng, xứng đáng với 10 chữ vàng của cán bộ ngành nội chính Đảng: trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tin tưởng với những thành quả đạt được sau 10 năm thành lập, công tác nội chính của tỉnh trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đạt hiệu quả cao hơn để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.